Xin chào tất cả các cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Duy Anh về đây một cái mã lan hồ điệp, nó có tên gọi là tím thủy tinh. Dòng này thứ nhất nói về màu sắc của nó thì rất là nhã nhặn, nhìn tươi sáng và khá hài hòa. Cánh hoa của nó thì thuôn và nó thanh thoát, chứ nó không phải là một cái dạng cánh nó bầu bĩnh, nhìn rất là thanh thoát. Và với kích thước của hoa, nó ở cái mức trung, cần hoa thì thẳng đứng. Cái chiều dài của cần hoa, nếu mà cây thật khỏe, cây mà cần hoa dài thì nó khoảng 30 cm, có cây thì hơn một chút, còn đa số là nói chung nó cứ đều đều khoảng 30 cm như thế này, hoặc là có cây thấp hơn thì khoảng 20. Nó là dòng nhiều nụ, gọi là đa bông ấy. Và với những cái cách kết cấu hoa nó như thế này thì nhìn vào cái chậu hoa khi chúng ta ghép nhiều cây vào nhau ấy, nó không bị rối, nhìn rất là dễ chịu. Đây là những cây mà tôi chỉ đem đặt vào, lấy ngẫu nhiên và đặt vào một cách rất bình thường, không hề có một cái bố trí hay là một cái gọi là phụ gì hết, không có phụ kiện. Nếu có phụ kiện nữa, chúng ta bỏ bên dưới này nữa thì nó sẽ rất là đẹp. Và về màu sắc này, nếu như ban ngày chúng ta quay ở ánh sáng tự nhiên bình thường, nó sẽ tươi hơn. Ở đây thì tôi đang sử dụng ánh đèn flash, và nền phía sau là nền xanh, do đó là cái màu của nó cũng chưa thực sự là nổi, chứ bình thường nó nổi cũng rất là đẹp đấy. Cái dòng này, cái lá của nó thì nhìn nó rất là cứng cáp, chắc chắn. Về kết cấu thân lá và cái chất lá của nó không khác gì so với cây tím chớp, cây hồ điệp thơm mà trước đây tôi hay giới thiệu mọi người đấy. Tím chớp này, rồi sao thiên vương hay là summer love đều là một. Tôi đang nói đến cây này các bác này. Cái kiểu lá của nó rất là chắc chắn, giống nhau lắm. Về mặt bông nụ rồi cần hoa các thứ là nó rất là giống nhau. Đấy thì như cái loại này, thơm nó rất là ngọt. Đấy, khi các bác mua một số nơi họ bán thì cái cần hoa này nó cũng chỉ có khoảng tầm 15 đến 30 cm thôi. Nhưng mà như cây này tôi trồng nó cứ nở đuổi. Nó nở từ đây này. Nở lên, nở đuổi mãi lên đây vẫn còn hoa này. Vẫn còn nở tiếp, nó còn dài nữa. Nói chung cứ cây khỏe á. Cây mà khỏe thì nó hoa nó cứ thế nó đi thôi. Dòng này rễ nó rất là khỏe các bạn. Trồng cây nào cũng thế, gần như không có cây nào bị hỏng rễ hết. Trồng thủy canh rất là khỏe. Và tôi thấy cái cây này cũng đang như thế. Thì đó là giới thiệu qua về các cái... còn một chút nữa, một tí tôi báo giá. Giá rất là rẻ các bác nhé. Giá cực kỳ là dễ sưu tầm luôn. Đối với dòng này, theo như nhà bán cung cấp, nó có hương thơm. Thì hiện bây giờ tôi về tôi kiểm tra buổi tối này thì thỉnh thoảng có cây vẫn nghe mùi hương nhẹ nhẹ. Thỉnh thoảng vẫn có. Nhưng mà hầu hết là các cái dòng hồ điệp ấy thì ban đêm nó sẽ... Hồ điệp thơm ban đêm đều sẽ mất hương. Có chăng những loại thơm cực mạnh thì nó còn một ít, còn đa số nó thơm vào ban ngày. Do đó là đối với cây này người ta giới thiệu là hồ điệp thơm đấy. Thì bây giờ tôi sẽ bán và báo giá với giá của một cây hồ điệp thường đấy nhé. Rất là rẻ thôi. Tôi sẽ báo giá để cho mọi người tham khảo. Nếu mà chúng ta thấy hợp nhãn, thấy yêu thích nó, thấy màu nó hợp với mình và giá nó rẻ để về có thể là chúng ta chơi thường xuyên, cũng như có thể là mọi người, đặc biệt nhất là ai là cô giáo hoặc là trò mà tặng thầy cô chẳng hạn, chúng ta trưng trong những ngày 20 tháng 11 sắp tới rất là phù hợp. Cái dòng này hoa chắc chắn rất là bền, nó là dòng hoa không phải hoa đại và cánh của nó cũng khá là dày, đồng thời là nụ đang còn rất là nhiều. Dòng này nó chúng ta chơi một cần hoa thì nó được khoảng 3 tháng là chuyện bình thường, bởi vì bông dưới nó tàn thì nó còn bên bông trên chưa chắc đã nở. Đấy, những cái cần là như thế này vòi nụ nó còn rất là lâu. Và cây này thì là trong những cây khỏe các bác nhé. Đấy, cây rất là đẹp. Về giá của nó thế này các bác nhé, đối với một
cây như thế này thì nó có giá là 60.000, rất là rẻ thôi, 60.000 một cây. Cây thì tiêu chuẩn nó tương đương như thế này. Đối với cây một ngồng hoa, khi chúng ta lấy và đối với cây này thì tôi bán ít nhất là 2 cây, không bán một cây, bởi vì tôi nhập về cả tiền cước nữa, nó lên đã 52.000 một cây rồi. Tính ra trung bình là 52.000 một cây, chưa tính tiền tất cả các cái vấn đề công cán khác. Thì bây giờ tôi bán 60.000 một cây là nó chênh được 8.000, 2 cây nó chênh được 16.000. Trừ các cái phụ kiện linh tinh ra thì chỉ còn tiền công là 10.000, chứ còn nói không nói lời lại đâu, mà tính tiền công thôi. Được 10.000 cho một đơn hàng 2 cây. Còn nếu như mà bác nào lấy từ cây thứ 3 trở lên thì chúng ta cộng vào mỗi cây là 55.000. Đấy, như vậy là ví dụ như 2 cây thì là 120. Thêm một cây nữa là 175. Và thêm một cây nữa là 4 cây chẳng hạn thì cộng 55 tiếp, tức là thành 230. Và tất cả các đơn hàng từ 2 cây trở lên đều là 30.000 tiền ship. 30.000 tiền cước đấy. Và báo các bác là vì cái này tôi chủ yếu là thấy nó đẹp và thấy nó cũng hấp dẫn nên nhập về để phục vụ các bác sưu tầm là chính, chứ không tính, nói chung là không tính lời lãi đâu. Các bác cứ biết là đóng một đơn hàng mà lại tính 10.000 thì có gì là lời nữa. Nên cái này thì đó, nói cái quan điểm thế để cho các bác biết, khi mà nó chỉ lẻ 5.000 là tôi vẫn tính nhá, chứ tôi không bớt. Ví dụ như trước đây bán một cây nó lời khoảng 30-40 thì mình lẻ 5.000, 10.000 có thể bớt là chuyện bình thường. Nhưng đối với cây này á, ví dụ như cây mà tôi cộng thêm các cái cây sau 55.000 thì mình thực ra được chỉ có 3.000 bạc thôi. Đó, nên là mọi người thông cảm. Ví dụ tính mà 265.000 là tôi thu đúng 265.000 chứ không bớt một cái số lẻ đó. Và điểm nữa là kể cả chúng ta có lấy mấy thì cũng không bao ship. Thực ra ship nó chỉ có 30.000 thôi. Nhưng mà mỗi cây mà cứ tăng lên 5.000, 55.000 một cây, mà như vậy tăng lên một cây là chỉ được có 3.000, thì 10 cây mới được có 30.000. Do đó là cái này, mục đích của tôi là phục vụ các bác sưu tầm là chính. Và cái số lượng đợt này về là nó chỉ có 60 cây. Và cũng không biết là nó có lứa nữa hay không. 60 cây thì trong đó có 45 cây loại một vòi này, và 15 cây loại hai vòi. Loại hai vòi này nhập cao hơn loại đó 8.000 một cây, thì tôi sẽ tính tăng lên là thành 10.000. Như vậy là đối với cây một vòi á, thì nó là 60.000, thì cây hai vòi này là 70.000. Và cũng tính từ hai đơn hai cây trở lên. Như vậy một cây 70.000 và hai cây là 140.000. Tất cả các đơn các bác cứ tính cái tiền cây cộng thêm 30 tiền ship. Số lượng cây hai vòi hoa nó cũng rất là ít, và toàn bộ cái lô này nó ít như vậy, nên là bác nào có chốt thì chúng ta chốt, chứ còn qua cái lô đi rồi thì sau này có khi lại không có nữa đâu. Đấy, hoa rất là đẹp ấy, và giá rất là rẻ. Chúng ta có hình dung đây, bây giờ tôi sẽ demo cho các bác là những cái chậu mà tôi hồi nãy tôi nói đó. Tôi lấy, tôi đặt rất là ngẫu nhiên vào mà nó đã đẹp như thế này rồi. Đây là 6 vòi hoa của 3 cái bầu mà loại 2 vòi. Đấy, rất là đẹp. 2 cây là 140.000. 3 cây, ví dụ nếu 3 cây là 201. Nhìn đẹp không? Còn đây là một cái chậu mà tôi ghép từ, tôi bỏ vào thôi chứ không gọi là ghép đâu. Từ 5 cây loại một vòi. Đấy, nhìn rất là đẹp. Chúng ta mua về thì sau này còn chơi được mãi mãi. Còn đây này, cái chậu mà tôi bỏ vào trong chậu giáo dừa này đây. Đây là cái chậu chỉ bỏ 2 bầu thôi. Một bầu hai vòi hoa và một bầu một vòi hoa. Cái hai vòi hoa thì nó thường là một vòi dài một vòi ngắn các bạn. Nhìn đấy, nhìn nó cứ như thế, cái bầu này thế này, cứ vòi dài vòi ngắn như thế này. Thì nếu như bác nào
mua cây thì các bác liên hệ với Duy Anh nhé. Những người quen rồi thì chúng ta chỉ cần nhắn tin vào Zalo, và những ai chưa quen cũng thế, chúng ta nhắn tin vào Zalo với số điện thoại Duy Anh ghi ở trên màn hình đó. Thì chỉ cần nhắn tin vào thôi là Duy Anh sẽ lựa cây và chụp ảnh lại trước khi gửi cho các bác. Và yên tâm là chúng ta sẽ nhận được những cây nó tương đương nhau. Cái này cứ chốt là Duy Anh sẽ sắp xếp ra bao nhiêu cây theo ý mình, ý các bác, rồi sau đó chụp ảnh và gửi đi cho các bác thôi. Cây thì nó tiêu chuẩn cả rồi, chứ không phải cây nào lớn đẹp hơn nhau nhiều đâu, nó cơ bản tương đương. Cái cây tím chớp này, cây sao thiên vương, cây này thơm rất ngọt, nhìn rất đẹp. Cái dáng kiểu này chúng ta chỉ cần 1-2 cây nhìn nó rất là hay. Cái cây này ít hoa đây, cái cây hôm trước bán đó, những cây nhiều hoa. Và cái dòng này nó tương tự như vậy, cái dáng, cái thế, cái lá cho đến cái cành bông nó tương tự như vậy. Thôi video hôm nay thì xin kết thúc tại đây. Một lần nữa Duy Anh xin gửi lời cảm ơn, lời chào đến tất cả các cô chú anh chị em và các bạn chúng ta đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt.